Em Ngọc Hữu Autoca xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em Ngọc Hữu Auto. Thưa anh chị, thì trước mặt màn nhỏ của anh chị ngày hôm nay em gửi đến chị một chiếc bán tải. Thưa anh chị, và để cập nhật những xe mới nhất từ cửa hàng bên em, anh chị có thể bấm vào nút đăng ký kênh để xem những video mới nhất của em cũng như là những xe về sớm nhất quay chi tiết cho anh chị tại thị trường ô tô gia đình Lâm Đồng cho anh chị. Và ngày hôm nay chiếc bán tải trên màn nhỏ của anh chị sản xuất vào năm 2015 thưa anh chị. Đây là một phiên bản số tự động một cầu. Mức tiêu hao nguyên liệu cũng rất là dễ thương, rất là tiết kiệm nha anh chị nha. Một màu xám. Tổng quan về form dáng thì chiếc xe này được vào một nắp thùng thấp rồi, cho nên là về cái góc nhìn của chiếc bán tải này thì nó cũng rất là dễ thương, rất là dễ nhìn. Bộ mâm cũng vậy thưa anh chị, một mâm kiểu rất là đẹp nha. Đó. Về khung gầm máy của chiếc xe này thì anh chị biết rất là rõ rồi, vẫn sử dụng máy Ford và cũng sử dụng khung gầm của Ford luôn. Và thêm chi tiết trên chiếc xe này, điểm nhấn thì cụm đèn của chiếc xe này rất là lớn. Về phần cụm đèn, anh chị, 25 cụm đèn đang còn rất là sáng nè. Đó, sử dụng halogen cũng như là đèn sương mù bên dưới nè. Và chiếc xe này được lên phần inox rất là nhiều rồi. Chrome, được mạ chrome rất là nhiều. Ví dụ chúng ta có thể thấy trên này. Rồi nẹp kính. Cũng như là về phần tay nắm cửa này nọ. Đó. Thì chiếc xe này sử dụng đang rất là ít nha anh chị nha. Đó, mới chạy có 75.000 thôi. Cũng không nhiều. Bên trên này chúng ta được trang bị một màn hình cũng như một cam hành trình trên này rồi. Đó. Option thì option của chiếc BT50 này sử dụng da. Bên dưới thì bán nỉ bên dưới này. Đó, da này thì được thích hợp tại Mazda luôn nha anh chị nha. Phần trụ A. Đây anh chị, trụ A nối đến trụ B rất là sắc nét. Đó, ổ khóa chưa khuyết này. Khóa đẹp này. Đúng không ạ? Thì trên này chúng ta sẽ có thêm là kính chỉnh điện cũng như gập điện trên này. Keo chỉ. Đang rất là đẹp, rất là tốt nè. Đó, tem tiết cũng như là khóa chưa đủ khóa nè. Đóng cửa sao ạ? Rất là nhẹ nhàng. Phần trụ B, đây thân chị, trụ B nối với trụ C nè. Đó, đây hơi dơ xíu. Đó, trụ C. Rất là ok. Khóa đẹp. Đó. Và hơn hết là về phần trần nóc của chiếc xe này. Chiếc xe này được vào một cái nắp thùng thấp. Nắp thùng rất là... Nắp thùng thấp nha. Còn về phần trần nóc, đây thưa anh chị, trần nóc em sẽ quay cho anh chị. Rất là cầm. Vâng, rất là rõ luôn nha. Cục đèn sau. Đây thưa anh chị, cục đèn sau. Cũng như là phần cản với xe này được sử dụng cảm biến lùi nè. Cảm biến lùi xe. Đó. Và cái option cảm biến lùi này được thích hợp luôn tại tại cửa hàng của Thaco luôn nha anh chị nha. Cho nên được thích hợp sẵn ở trên xe luôn, chứ không phải là cảm biến lên. Về hàng ghế sau, tên gì? Đây. Rất là tươi đẹp nè. Trần được bọc keo rồi. Trụ xe của bên phụ lái đây. Đó. Ổ khóa này. Còn về chỉ keo thì mình không cần phải lo nghĩ rồi. Cái xe này thì cách âm cũng rất là tốt. Keo chỉ. Khóa phụ lái đó. Khóa phụ lái này. Đến trụ an. Và phiên bản này vẫn trang bị chiếc xe là hai túi khí nha anh chị nha. Vẫn là hai túi. 2015 mà giá có thể nói là rất là rẻ. Giờ BT50 số tự động 2015 thì chiếc xe này được cửa hàng bên em chào bán với mức giá bán chỉ có 430 triệu thôi. Một túi khí trên nè. Vô lăng. Một túi khí trên
phụ lái. Và hơn hết thì khi mình nhìn vào chiếc xe số tự động này, có thể nói là những cái phần trên vô lăng này được đầy đủ hơn rất là nhiều so với phiên bản số sàn 2 cầu. Đó, số sàn 2 cầu thì chúng ta lại không có mấy cái nút này, nhưng mà chiếc số tự động này lại có. Đó, bên này chúng ta có chuyển bài, tăng giảm âm lượng cũng như là bóc phone, rồi chế độ thích hợp giọng nói. Đó, trên này chúng ta có đầy đủ hết nhá. Đó, còn trên phiên bản số sàn thì chúng ta lại không có, thưa anh chị. Và một phần thứ hai là về phần chi tiết về dàn lạnh của chiếc xe này, chúng ta sẽ có hai dàn lạnh. Đây, cho hai bên đây. Đó, tắt này, mở này, tắt AC, bật AC nằm đây. Đó, hộp số này. Nhưng mà khi mình không dậm thắng á, thì mình sẽ không bóp được cái này vào nha. Đẹp thắng này. Đó. Thì bây giờ em sẽ để nổ máy của chiếc xe này cho anh chị. Thì em sẽ tắt màn hình đi và bật lại lần nữa. Đầy đủ này, đầy đủ đèn này. Bây giờ em sẽ để nổ. Đây thưa anh chị. Về hệ thống điện của chiếc xe này rất là đẹp luôn nha. Trên này thì chúng ta sẽ có một cái nút được gọi là tắt hệ thống. Tắt hệ thống thống chống hiên trượt này. Và bật này. Tắt này. Bật này. Đó, bật. Đó, nút nằm đây. Còn về phần hộp số này, anh chị có thể thấy cho em này. Không lỗi một chút xíu nào nhé. Đó, trên màn hình này. Đó, D này. N này, R này. Đó, P này. R này. N này. D này. Bán tự động này. Đó, được gọi tầng S này. D này và S này. Về phần tầng S thì chiếc xe này có thể để 3 bằng số 1 hoặc số 2 nha. Đó. 1 2 1 2 1 qua D. Về mo, về số lùi. Đó. Nhưng mà khi chúng ta bật cam lùi lên thì trên này, cái màn hình nhỏ nhỏ trên này thì nó sẽ có hỗ trợ cảm biến lùi xe luôn. Đó, thì đây là một cái option được gọi là vào sẵn trong chiếc BT50 215 này luôn nha anh chị nha. Đó. Còn về phần tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái cốp bên trong này. Cốp đây. Đó. Và bên dưới này sẽ là một cái phần được gọi là dây kết nối AU, bên dưới này cũng như là USB mà sẽ kết nối ở đây nha. Đó. Còn điểm nổ túi khí bên phụ lái đây. Đó. Và hơn hết nữa thì ở trên cái phần mà kính ngó kính để mình coi về ở phần đằng sau á, thì trên phần kính trước này chúng ta sẽ có một cái phần được gọi là thiết bị cảm biến khi mưa nha. Nó sẽ bật gạt nước khi mà tự động mưa nha anh chị nha. Đây trên này. Học để kính. Đó. Phần trần thì có thể nói là keo cũng như là phần nỉ trên được giữ rất là sạch sẽ rồi. Đó. Học tì tay. Sử dụng da. À, hộp số thì rất là an tâm rồi. Giờ mình sẽ coi về phần máy móc nha. À, chiếc xe này đang nổ với tua máy là bao nhiêu ạ? 900 vòng trên phút. Và đang được sử dụng máy lạnh luôn. AC và mát AC, điều chỉnh hướng gió, lên kính, điều chỉnh quạt. Đó, bật quạt này. Mát AC này nó sẽ tự động auto hết này. Điều chỉnh hướng gió bằng nút này. Đó, sử dụng gió trong này. Tắt gió trong thì sẽ là gió ngoài này. Điều chỉnh nhiệt độ này. Hai dàn lạnh độc lập hết nha. Đúng không ạ? Đây là phần tổng này. Bây giờ bên này sẽ điều chỉnh khác đi. Đó, chỉ số anh chị có thể thấy bên 18, bên 22 độ này. Đúng không ạ? Hai dàn lạnh độc lập. Bây giờ em sẽ giảm quạt xuống và bật phần gió trong. Đó. Quạt thì có thể nói là sử dụng rất là êm rồi. Và bây giờ mình sẽ coi về phần chi tiết tiếp theo, đó là kính gập điện. Rất là êm. Đúng không ạ? Bên phụ lái.
rất là êm nhé. Và cái đây là cái tầm nhìn của em đó, kính rất là rõ nét luôn. Nhưng mà hơn hết thì bây giờ mình kiếm một chiếc bán tải để đi làm, một người bạn đồng hành mà anh chị, mình phải coi về dàn máy của chiếc xe đó. Bán tải ở thị trường Việt Nam có thể nói là giống như kiểu là một người bạn đồng hành vậy. Vâng, Cabo là keo rất là căng đó. Thưa anh chị, và đây là khung gầm máy, phần khoang máy của chiếc xe đây. Cục đèn còn tem, chưa phục hồi. Đó, bên này cũng vậy. Một cục đèn rinh nha. Phần thanh dàn cũng vậy. Đó, em chỉ tiếc là còn nguyên hết két nước rinh. Máy chưa mở nha anh chị nha. Sử dụng máy của Ford. Đó, có thể nói thế. Đây là cục máy này, dung tích của nó 2.2 nha anh chị nha, turbo nó nằm đây. Đó, đây là phần turbo đây. Máy chưa mở nha. Ốc máy là đẹp mê ly luôn rồi. Đúng rồi. Nhưng mà hơn hết là chúng ta sẽ coi về hệ thống ABS. Đây là hệ thống ABS của em nó đây. Hệ thống thắng. Và chỉ khác mỗi cái là cái phần trên này hơi khác với Ford một chút xíu, nhưng mà kích thước như nhau. Cái nắp này cũng bỏ cái logo này đi và bỏ Mazda đi, bây giờ mình để logo Ford này lên ở trên này sẽ là Ford rồi, đúng không ạ? Máy là máy Ford, và cho nên là anh chị cũng an tâm để đi cài nha. Cái phần tấm cách nhiệt đang còn rất là đẹp nha. Tấm cá bồ sợ độ hở 20 phân nhé. Wow. Thì mình sẽ coi về phần hộp số của em nó dưới này. Đây bên chị. Đó. Hộp số của em nó là dưới này. Sử dụng số tự động nhé. Còn khung gầm thì không phải suy nghĩ đâu, đúng không ạ? Nó hơi khác với số sàn một chút xíu. À, cầm viết là đẹp bán chạy nha anh chị nha. À, bô nổ không có khói, không máy nổ rất là êm. Và ngày hôm nay thưa anh chị, em gửi đến chị ở chiếc Mazda BT50 93C05493 này. Nếu anh chị nào thích chiếc Mazda BT50 số tự động một cầu này, hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949, coi xe tại cửa hàng hoặc chốt trực tiếp qua số điện thoại trên. Và thay mặt cho toàn thể anh em tại Salon Ô Tô, kính chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và gặt hái được nhiều thành công. Hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ cửa hàng bên em, cũng như giá xe phân khúc gia đình tại thị trường Tây Nguyên Lâm Đồng. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.